Hiện tại đưa ra tên của 10 tạng sẽ giải thích ở sau. Pháp môn 10 pháp tạng này là mẹ của chư Phật ba đời. 10 phương ba đời tất cả chư Phật đều từ trong 10 pháp môn vô tận sinh ra, cho nên phẩm này rất là quan trọng. Hy vọng các vị nên đặc biệt chú ý nghe giảng, bớt khởi vọng tưởng, đắc được nhiều trí huệ. Tin hay tiêu trừ trược, không tin là nghiệp. Giới hay phòng ngừa sự pháp giới là nghiệp. Tàm hồ, dùng đối trị không biết hồ, dừng lại làm ác là nghiệp. Quý thẹn, dùng đối trị không biết thẹn, dừng lại làm ác là nghiệp. Văn hay phá vô tri là nghiệp. Thí dùng để dứt tham sèn là nghiệp. Huệ dùng để pháp si là nghiệp. Niệm dùng đối trị không chuyên chú là nghiệp. Trị dùng đối trị mất thủ hộ là nghiệp. Biện dùng đối trị khó nhạo thuyết là nghiệp. Đây là sự giải thích của sớ sao đối với 10 tạng. Thứ nhất, tín tạng. Phật tử, những gì là tín tạng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, gì gọi là tín tạng pháp của Đại Bồ Tát tu hành? Hiện tại Bồ Tát Công Đức Lâm nói ra 10 đạo lý tín tạng, các vị nên tụ tình hội thần để nghe, đừng để lỡ cơ hội. Bồ Tát này tin tất cả pháp đều không, tin tất cả pháp đều không tướng, tin tất cả pháp đều không nguyện, tin tất cả pháp đều không làm, tin tất cả pháp đều không phân biệt, tin tất cả pháp đều không chỗ nương, tin tất cả pháp đều không thể lường, tin tất cả pháp đều vô thượng, tin tất cả pháp đều khó siêu việt, tin tất cả pháp đều không sinh. Vị Bồ Tát này tu tín tạng, ngài tin 10 pháp này. Một, tin tất cả pháp đều là không, đều là vắng lặng, do đó quét tất cả pháp, liền tất cả tướng. Hai, tin tất cả pháp đều là không hình không tướng, do đó các pháp tướng vắng lặng, không thể dùng lời nói. Vì là vắng lặng cho nên chẳng có hình tướng, bản thể của pháp là đường lời lẽ đã bật, nơi tâm hành đã diệt. Ba, tin tất cả pháp đều là không nguyện, chẳng có nguyện cầu và hy vọng. Tu pháp đừng có tâm xí đồ và tham lam, muốn đắc được lợi ích gì, đó đều là vọng tưởng. Phải không đừng có tướng nguyện cầu, cũng không tướng cũng không nguyện, đó mới là chân tinh thần tu pháp. 4. Tin tất cả pháp đều chẳng có kẻ làm, cũng chẳng có kẻ thọ. 5. Tin tất cả pháp đều chẳng có phân biệt, bản thân của pháp là bình đẳng, không thể nói pháp của tôi cao, pháp của bạn thấp, hoặc pháp của tôi là pháp thiện, pháp của bạn là pháp ác, tự nó chẳng có sự phân biệt như thế. Do đó, pháp đều bình đẳng, chẳng có cao thấp. 6. Tin tất cả pháp chẳng có chỗ mà sinh ra. 7. Tin tất cả pháp không thể lường, tuy nhiên không tướng, không huyện, không làm, không phân biệt, lại không chỗ nương, nhưng vẫn có vô lượng vô số. 8. Tin tất cả pháp là diệu pháp vi diệu, thâm sâu vô thượng, tuy nhiên pháp không thể lường, nhưng chẳng có pháp nào cao hơn nó. 9. Tin tất cả pháp chẳng có pháp nào siêu hơn nó được. 10. Tin tất cả pháp đều không chỗ sinh. Nếu Bồ Tát hay tùy thuận tất cả pháp như vậy, sinh niềm tin thanh tịnh rồi, thì nghe các Phật pháp không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe tất cả chư Phật không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe có chúng sinh không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe pháp giới không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe cõi hư không không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe cõi niết bàn không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe đời quá khứ không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe đời vị lai không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe đời hiện tại không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe vào tất cả kiếp không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Bồ Tát tin 10 pháp như đã nói ở trên, tùy thuận tất cả pháp sinh ra tâm tin thanh tịnh rồi mà chẳng chấp trước. Nghe đến 10 thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn mà tâm chẳng khiếp nhược. Vì Bồ Tát có định lực như như chẳng động rõ ràng sáng suốt, cho nên chẳng sinh tâm sợ hãi. 1. Bồ Tát nghe được các Phật pháp không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 2. Bồ Tát nghe được tất cả chư Phật diệu không thể tả, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 3. Bồ Tát nghe được cõi chúng sinh không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển.
Bốn, Bồ Tát nghe được pháp giới không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Năm, Bồ Tát nghe được cõi hư không không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Sáu, Bồ Tát nghe được cõi niết bàn không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Bảy, Bồ Tát nghe được đời quá khứ không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Tám, Bồ Tát nghe được đời vị lai không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Chín, Bồ Tát nghe được đời hiện tại không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Mười, Bồ Tát nghe được vào tất cả kiếp không thể nghĩ bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. Tại sao? Vì Bồ Tát này ở chỗ chư Phật, một lòng tin vững chắc, biết trí huệ của Phật vô biên vô tận. Bồ Tát nghe được mười thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn rồi, mà tâm chẳng khiêm nhược, khiến cho tâm Bồ Đề càng tăng trưởng, càng dũng mãnh. Đây là nguyên nhân gì? Dưới đây là Bồ Tát Công Đức Lâm tự hỏi tự trả lời. Vì vị Bồ Tát này tu tín tạng, thuộc xưa ngày ở chỗ đạo tràng của các Đức Phật, một lòng hướng về niềm tin đạo Bồ Đề vững chắc, đối với Phật Pháp tin sâu chẳng nghi ngờ. Ngài biết trí huệ của chư Phật, vô biên không cùng tận. Hết thuở vị lai nói cũng không hết được. Ở trong mười phương vô lượng các thế giới, mỗi thế giới đều có vô lượng chư Phật, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác đã đắc được, đang đắc được, sẽ đắc được, đã ra đời, đang ra đời, sẽ ra đời, đã vào niết bàn, đang vào niết bàn, sẽ vào niết bàn. Chẳng những ở trong thế giới ta bà có vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời, cho đến mười phương hết thảy tất cả thế giới, ở trong mỗi thế giới đều có vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời. Tóm lại, mười phương thế giới có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu Đức Phật. Tại sao nói như vậy? Vì mỗi chúng sinh đều là Phật tương lai, Phật quá khứ là Phật đã thành, Phật hiện tại là Phật đang thành, Phật vị lai là tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Vô lượng chư Phật đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác đều viên mãn thành tựu, cho nên nói đã đắc được, đang đắc được, sẽ đắc được. Đắc được là chứng được, đã chứng quả vị Phật, hiện tại chứng được quả vị Phật, tương lai sẽ chứng được quả vị Phật. Chư Phật đã ra đời, hiện tại chư Phật ra đời, tương lai chư Phật ra đời. Quá khứ chư Phật đã vào Niết Bàn, hiện tại chư Phật cũng vào Niết Bàn, vị lai chư Phật cũng sẽ vào Niết Bàn. Niết Bàn tức là không sinh không diệt, đến được cảnh giới Niết Bàn, tức là đắc được thường lạc ngã tịnh bốn đức. Tóm lại, phiền não diệt rồi tức là Niết Bàn. Do đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng ta không cần đoạn phiền não, mà là phải biến phiền não. Tại sao? Vì ở trong kinh Phật có nói phiền não tức Bồ Đề. Nếu đoạn trừ phiền não thì Bồ Đề cũng chẳng còn. Vậy phải làm sao? Phải biến phiền não thành Bồ Đề. Xong chẳng dễ gì biến, không dễ biến cũng phải biến. Chìa khóa tu đạo là tại chỗ này. Phiền não là gì? Tức là sân hận, tức là nóng giận, tức là lửa vô minh. Do đó lửa vô minh hay thiêu hủy rừng công đức. Nếu chẳng có nóng giận thì chẳng có phiền não, chẳng có phiền não thì sẽ đến được bờ kia. Tôi đã từng làm bài kệ: tôi vào lúc thuở xưa lửa sân cao hơn trời, thiêu sạch rừng công đức, nên nay thọ khổ báo. Đây là tôi tự chú giải cho mình. Tuy nhiên tôi sống tại nước Mỹ giàu có, nhưng ngày chỉ ăn một bữa. Tại sao? Vì lửa sân của tôi cao hơn trời, cho nên thiêu sạch hết phước báo, phải tiếp thọ khổ báo. Do đó có thể chứng minh phiền não chẳng những chẳng tốt đối với mọi người, mà đối với mình cũng chẳng lợi ích gì. Cho nên nói phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Trí huệ của chư Phật đó không tăng không giảm, không sinh không diệt, không tiến không lùi, không gần không xa, không biết không bỏ. Bồ Tát tu hành phải ôm lấy ba chữ kiên thành hằng làm tông chỉ. Có tâm tin kiên cố, có tâm tin kiên thành, có tâm tin hằng thường, tin sâu không nghi. Đối với trí huệ của chư Phật cũng chẳng tăng cũng chẳng giảm, cũng chẳng sinh cũng chẳng diệt, cũng chẳng tiến cũng chẳng lùi, cũng chẳng gần cũng chẳng xa, cũng chẳng biết cũng chẳng bỏ. Bồ Tát là tu mà không tu, chứng mà không chứng, hành sở vô sự. Tu sáu độ vạn hạnh chỉ là trách nhiệm của Ngài phải làm, nghĩa vụ phải xong, chẳng có mong cầu. Tuy nhiên Bồ Tát minh bạch tất cả pháp, chiếu rõ tất cả pháp, nhưng chẳng có sự chấp trước về sự hiểu biết, buông xả được tất cả. Bồ Tát này vào trí huệ của Phật,
thành tựu tâm tin vô biên vô tận. Đắc được niềm tin này rồi thì tâm chẳng thối chuyển, tâm chẳng tạp loạn, không thể phá hoại được, không ô nhiễm chấp trước, thường có căn bổn tùy thuận thánh nhân trụ nhà Như Lai. Vị Bồ Tát này tu tín tạng, tại sao ngài được như vậy? Vì vào trong trí huệ của chư Phật, cho nên đối với tất cả đều chẳng chấp trước, thành tựu tâm tin không ngàn mé, không cùng tận. Bồ Tát đắc được tâm tin kiên cố rồi thì tâm chẳng thối chuyển, cũng chẳng tạp loạn, không thể phá hoại được, cũng chẳng nhiễm trước, thường có căn bản trí huệ tùy thuận thánh nhân, thường trụ nhà Phật đạo tràng. Bồ Tát thường huân tu ở trong Phật pháp, hộ trì tất cả giống tánh của tất cả chư Phật, tăng trưởng tin hiểu của tất cả Bồ Tát, tùy thuận căn lành của tất cả Như Lai, sinh ra phương tiện của tất cả chư Phật, trụ tại nhà Phật, phải hộ trì giống tánh của tất cả chư Phật, khiến cho giống Phật chẳng dứt. Do đó tục Phật huệ mạng, giảng kinh thuyết pháp là hoàng dương Phật pháp, khiến cho mọi người sớm thành Phật đạo, tăng trưởng tất cả tin hiểu của tất cả Bồ Tát, tùy thuận căn lành tu hành của chư Phật thì tự nhiên sẽ thành Phật. Thành Phật rồi sẽ sinh ra pháp môn phương tiện của tất cả chư Phật để giáo hóa chúng sinh. Đó gọi là tín tạng của Đại Bồ Tát. Các đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn tín tạng thứ nhất của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát trụ nơi tín tạng này sẽ nghe và thọ trì tất cả Phật pháp, vì chúng sinh diễn nói đều khiến cho họ khai ngộ. Bồ Tát thường tu hành tín tạng kiên cố. Tại sao? Vì tin là nguồn đạo mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Có tâm tin mới có thể tu hành mới có thể khai ngộ mới có thể đại trí huệ.